Sala, ngon SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cổ Eka. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá một bộ truyện mới tới từ nhà xuất bản và một nhánh của nhà xuất bản Kim Đồng bạn, đó chính là Wishbook. Tụi chuyện là đồng nghiệp của tôi hút mắt quá trời tập 1 với bạn. Bây giờ chúng ta tiến hành quay siêu và khám phá bên trong sẽ không gì nha các bạn. Tập này khá là mỏng nha bạn và dường như ba tập hết bộ này cũng mỏng như nhau nha. Quà tặng đối với tập 1 này đó là một cái photo kẹt khá to nha bạn, nhìn cũng khá là bắt mắt nha. Khổ chuyện được in trên khổ 13 18 số trang chứ 130 trang thôi. Bây giờ chúng ta cùng khám phá cái phần BR của tập 1 này. Phần BR được cán bóng nha, khá xịn sò các bạn. Giá tiền là 35 ngàn nha các bạn, mua với khấu hải quân quẩn là 31 32 ngàn tùy nơi nha các bạn. Một màu trắng trên nền trắng các bạn. Đây là bị kem bên trong, bị kem màu bên trong chúng ta sẽ có một trang màu đầu truyện, tiếp theo một trang màu một lục, còn lại được in trên giấy BB80 hoàn toàn in trắng đen và không có một trang màu nào hết. Đồng nghiệp chỗ tôi hút mắt quá trời tập 1, bộ truyện tranh công sở 3 tập hài hước rất được yêu thích. Todoroki Oto 30 tuổi là một người không thể hiện bất cứ biểu cảm hay để lộ cảm xúc nào ra ngoài, có phương châm làm việc là chăm chỉ, nghiêm túc và chính xác. Cơ mà sự tồn tại đã khiến nhịp tim cô rối loạn thế nào chính là quản lý Hogo 32 tuổi, lãnh đạm ung dung, cậu trai vô cùng tươi trẻ có nụ cười tỏa nắng mang tên Ogawa Daki 25 tuổi. Cảnh tượng hai người họ vô tư đùa giỡn với nhau là nguyên nhân khiến Todoroki nghẹt thở, không thể nào kìm lại được niềm hứng khởi dâng trào, chỉ ấm hầm theo dõi heo thì bởi ở chỗ làm có người mà mình mến mộ, chỉ vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua bộ truyện này. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.